Xin kính chào toàn thể các bác và anh em đam mê âm thanh. Mời các bác và anh em cùng thưởng thức chất âm của hai cặp chép chính hãng JBL đang được rất nhiều các bác và anh em yêu thích. Hai mẫu chép này thì đợt này vừa về hàng lên sóng để giới thiệu đến các bác và anh em. Bác nào anh em nào cần những cái cặp chép này về để vừa hát karaoke, vừa nghe nhạc, vừa cải thiện cái tình trạng tối tiếng, bí tiếng không lên được giải chép trong cái dàn âm thanh của mình thì có thể liên hệ ngay với em và em sẽ ship code về tận nhà cho các bác và anh em. Và bây giờ mời các bác và anh em cùng thưởng thức chất âm của hai cặp chép này nhé. Thứ nhất, đây là cặp chép JBL 9600P. Em mời các bác và anh em cùng nghe thử chất âm của nó nhé. Đây là cặp chép em đã đấu sẵn phần tần chân sắt này, và em đang đấu đằng sau âm ly này. Đây, bây giờ em mời các bác và anh em cùng nghe thử chất âm của nó này. Và đây là thông số kỹ thuật của con chép mà các bác và anh em vừa nghe. Đó là dòng chép của chính hãng JBL, có cái model sản phẩm là ST9600P. Đấy. Con này công suất của nó rất là lớn, lên tới 150W và trở kháng của con này lên tới 8 ohm. Củ từ con này khá là dài. Đấy. Thiết kế mặt trước của nó là một mặt phẳng. Đấy. Dòng titan rất là sáng, rất là bóng, rất là đẹp. Các bác và anh em mà chơi con này về hát karaoke thì rất là tuyệt vời, vì nó có thể vươn tới được các cái giải chép rất là cao. Và với mỗi một củ loa rời như này, đấy, một cặp củ loa rời JBL 9600V thì đang có mức giá là 680.000. Các bác và anh em khi mua thì cần tụng, em sẽ tặng các bác và anh em một cặp tụng. Còn với những cái cặp mà lắp sẵn phân tần chân sắt như này thì nó có mức giá là 860.000. Đấy, 860.000 nhé. Có sẵn phân tần chân sắt như này cho các bác về, chỉ cần đấu vào đằng sau cặp loa chính hoặc đằng sau âm ly là các bác và anh em có thể nghe được rồi, không phải làm gì khác nữa. Còn bên cạnh đây là cặp chép JBL 9600, rất là quen thuộc với rất nhiều các bác và anh em. Dòng này cũng là dòng super chép nhé, siêu chép đấy các bác và anh em. Model của nó đây này, ST9600 này, đấy. Chính hãng JBL này. Đấy. Công suất của nó cũng rất là lớn, lên tới 150W và trở kháng của nó là 8 ohm. Mặt trước của con này được cắt CNC rất là đẹp. Đấy. Nó có các cái lồi, các cái lõm rất là khác biệt so với con kia là một cái mặt phẳng. Đấy. Có bác thì thích là phẳng chân chu cho nó đẹp, nhưng có bác thì lại thích lồi lõm, có núm, có cành cơ. Đấy. Thì tùy các bác và anh em. Con này có cái họng kén rất là dài. Đấy. Đầu đạn titan phía trong cũng rất là dài. Chính cái đầu đạn và cái họng kén titan này dài như này, nó giúp cho tiếng chép của con này rất là đanh nhưng mà không chói gắt một chút nào các bác và anh em. Và ngay bây giờ em sẽ mời các bác và anh em nghe thử chất âm của con này nhé. Và trước khi nghe chất âm thì em cũng xin báo giá luôn đến các bác và anh em với cặp chép này. Với những cái củ chép giờ 9645 như này, một cặp có mức giá là 750.000, bao ship toàn quốc cho các bác và anh em. Còn với bác nào và anh em nào thích những cái cặp mà với những cặp đấu sẵn phân tần chân sắt như này thì nó có mức giá là 900.000, cũng bao ship toàn quốc cho các bác và anh em nhé. Ngay bây giờ em sẽ mời các bác và anh em cùng nghe thử chất âm của con 9645 nhé. Thank you.
Vâng, nào anh em nào cần cặp chép nào, thích cặp chép nào thì có thể liên hệ đặt hàng với em qua cái số điện thoại em định để trên màn hình, kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp, em sẽ ship code về tận nhà cho các bác và anh em. Cảm ơn các bác và anh em. Hẹn gặp lại các bác và anh em trong những video sau.